cảm giác của em với cả tất cả chị em rất là vui và tự hào ạ. Và lần đầu tiên mà bóng đá nữ được chào đón từ người hâm mộ cũng như là các lãnh đạo cũng như thủ tướng lồng nhiệt đến như vậy. Bọn em rất là khi hôm qua bước xuống máy bay, bọn em rất là hạnh phúc cả hai đội tuyển cùng nhau lên xe buýt về văn phòng chính phủ và gặp thủ tướng và ăn bữa cơm thân mật cùng thủ tướng và nói chuyện được thủ tướng động viên và khích lệ và tuyên dương qua hai cái giải đấu vừa qua của hai đội tuyển. Và bản thân mọi người cũng như em thế, cảm giác sống được mình cứ như là đang sống trong được một phần lịch sử của bóng đá Việt Nam và rất là tự hào ạ. Nhận của em là rất là vui và thấy cảm giác là phấn khích lần đầu tiên của hai đội tuyển lên cùng máy bay và ngồi gần nhau luôn ạ. Có cái thú vị là đội tuyển nữ cũng như bản thân em cũng vậy thôi, cũng cầm áo chạy đi xin chữ ký của các bạn U22 Việt Nam ấy, lấy rất là vui về không khí trên máy bay, tất cả hai đội chuyện trò với nhau rất là vui vẻ. Vâng, thì ngay sau trận chung kết ấy, thì bọn em có nguyện vọng là muốn ở lại để cổ vũ tinh thần cho đội U22 Việt Nam và cũng rất là vui vì đã được sự đồng ý của đoàn cũng như là từ tổng cục đã tạo điều kiện cho đội được ở lại thêm 2 ngày. Và trong cái thời gian đấy thì em cũng như mọi người là cũng rất là thoải mái và vui vẻ là đi shopping, rồi bản thân em thì cũng có đi cổ vũ các môn khác thi đấu. Thực sự là cái không khí mà khi mình thì đã thi đấu xong và giành được cái thành tích như vậy ấy, và đi xem các môn khác thi đấu thực sự là rất là tuyệt vời. Và hơn thế nữa mà được ở lại để dự cái trận chung kết của U22 Việt Nam thì các chị em rất là vui sướng ạ. Thực sự bọn em rất là phấn khích ạ. Tuy là ông Bắc, thầy Bắc có bị đuổi lên nhưng mà tất cả khán đài lúc đấy, nếu mọi người ở đấy có thể cảm nhận được là cái không khí heo giò rất là heo rất là lớn ở dưới khán đài, tất cả đều đồng loạt gọi tên ông Bắc Hằng Seo. Lúc đấy là bọn em ông lại lên ngồi cạnh bọn em nữa, lên làm cho không khí được càng láo nhiệt hơn ạ. Đối với em thì ngày đầu tiên cũng như tất cả chị em ngày đầu tiên sang Philippines thì ăn uống thì nó không hợp khẩu vị cho với mọi người, cho đồ ăn nó ít nên là mọi người lúc đấy là không ăn được ạ. Và để khắc phục cái điều đấy thì đội cũng như là từ các bác cũng như vận động viên cũng khi sang Philippines để cổ vũ cho đội nam và đội nữ thì cũng có mang đồ ăn tiếp tế từ Việt Nam sang. Thực sự lúc đấy rất là xúc động khi mà mình đi thi đấu xa nhà nhưng mà mọi người vẫn còn nhớ đến mình và hỗ trợ cho đội hết sức. Và cái khoảng thời gian đầu mà đội sang Philippines là rất là khó khăn về cái điều kiện ăn, mà nhưng mà cũng may là được sự quan tâm của mọi người nên đã khắc phục cái đó. Thì mỗi lần đấu Thái Lan bản thân em cũng như mọi người rất là hưng phấn ạ. Và nó không chỉ có ý nghĩa riêng của em mà mỗi kể cả từ nam sang đến nữ, từ các cấp độ đội tuyển mà mỗi lần thi đấu với Thái Lan thì đều có một cái ý nghĩa rất là lớn ạ. Và để chuẩn bị cho cái trận chung kết đấy thì cũng như mọi người biết thì Thái Lan những cầu thủ đều cao to hơn mình và cái sức mạnh thể lực đều hơn mình. Bọn em thì nhỏ con hơn nhưng mà để chuẩn bị cho cái đấy thì ban huấn luyện cũng như bác Trung đã cho bọn em tập những cái bài chống bóng bổng của Thái Lan để khắc phục cái tối đa, vì trong cái trận ở cái vòng bảng bọn em cũng thua Thái từ một tình huống bóng bổng, thì bọn em cũng làm sao cố gắng khắc phục cái đấy để không để nó lặp lại nữa. Và nhưng mà cũng rất là thú vị và bọn em đã ăn lại được Thái Lan ở chính cái tình huống bóng bổng ấy ạ. Rất là bố mẹ rất là chờ đón
gọi khi em hôm qua em bay về thì bố mẹ cũng gọi điện cho em suốt ạ. À, hỏi là bao giờ về nhà, rồi hôm nay thế khi em chưa về được nhà thì bố mẹ cũng hỏi ấy. Thì về nhà bố mẹ hồ hởi chào đón cũng như là mọi người. Ngay bây giờ đây nhà em đang có người đến để chúc mừng, cũng như tất cả mọi người đến đây rất là nhà rất là đông vui, nên cảm thấy bản thân mình cũng làm được cái gì đó nên rất là vui ạ. Thủ tướng nói câu đấy xong tất cả vỗ tay rất là lớn ạ. Thì thực sự nói là bọn em rất là vui vì trước đến giờ khi mà cũng có rất nhiều người mà rất nhiều chị em mà sau khi nghỉ bóng đá thì để kiếm một công việc rất là khó khăn. À, và bản thân bọn em thì khi mà nghe tin thủ tướng nói như vậy thì bọn em rất là vui chứ ạ. Vì khi kết thúc bóng đá thì bọn em sẽ có được một cái tạo điều kiện hết sức để mình có thể có một cái công việc ổn định cho sau này. Hiện tại thì em thấy trong những cái giải gần đây nhất ấy, thì em thấy được sự quan tâm của mọi người dành cho bóng đá nữ, phải nói là cũng rất là cuồng lồng nhiệt rồi ạ. Và cũng như là về những cái phần thưởng khi mà đội nữ đạt được danh hiệu như SEA Games vừa qua thì cũng đối với em thì đấy là một số tiền khổng lồ từ trước đến giờ rồi ạ. Vì bọn em trước giờ đi thi đấu thì kể cả khi bọn em về rất là lặng lẽ và cũng không được sự quan tâm nhiều như bây giờ, nhưng mà bây giờ nhận được sự quan tâm rất rất lớn từ đông đảo người hâm mộ cũng như những cái doanh nghiệp mà đã trao những phần thưởng rất là lớn giá trị cho bọn em thì bọn em rất là vui. Và cái mà mong mỏi của em có nghĩa là thì em cũng mong là cái công tác trên mình sẽ quan tâm không những ở giải lầu mà giờ này mà những cái giải tiếp theo ấy thì mình sẽ quan tâm bài bản hơn nữa, là lứa cầu thủ trẻ sẽ được đào tạo bài bản và để sẽ có một những cái đăng để kế cận cho đội tuyển quốc gia. Em đã nghĩ đến cái điều đấy rồi thì có lẽ là em dành cái phần thưởng này dành tặng cho mẹ em ạ. Mẹ em lúc nào cũng bên cạnh em, kể cả có chuyện khi mà mẹ chỉ cần biết em khi những trận đấu thi đấu mà thất bại hay thành công thì cái người bên cạnh anh em lúc nào cũng là mẹ, và cái món quà này thì em sẽ dành tặng cho mẹ ạ.